Sáng nay, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 Cúp Piwase tiếp tục thi đấu chặng 7 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận về thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận với cự ly 135 km. Tuy cung đường hẹp nhưng các vận động viên phải thi đấu dưới thời tiết khá nắng nóng và gió ngang của đường ven biển hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Chính vì vậy, các vận động viên mạnh chỉ có cuộc so kè lẫn nhau, không có cuộc tấn công nào diễn ra. Những vận động viên của đội Piwase Bình Dương, nước uống đóng chai Ion Gold Bình Dương và gạch phân bón con voi Bình Dương làm máy kéo cho cả đoàn. Ở giải thưởng dọc đường đầu tiên cách điểm xuất phát 54 km, Kurajutatip Mathivan của đội tuyển Thái Lan đã chứng tỏ mình là tay đua có nước rút mạnh khi về nhất và giành cho mình 5 điểm thưởng áo xanh đầu tiên ở chặng 7. Ngay sau khi qua điểm thưởng dọc đường đầu tiên, đoàn đua vẫn là một tốp đông. Khi đoàn đua thi đấu hơn 70 km, đã có 3 tay đua tách tốp ra đi, gồm Soloyeva Angela của tuyển Kazakhstan, Nguyễn Thị Bé Hồng của đội tuyển xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Anduzin Izinbadam thuộc câu lạc bộ Cycling Team Iran. Với quyết tâm tranh chấp cái thứ hạng của chặng, nên cả 3 tay đua này thay phiên nhau kéo với tốc độ lên đến 45 km/h và có những thời điểm tạo được tách biệt 2 phút so với tốp đông phía sau. Khi bước vào điểm thưởng dọc đường thứ hai sau xuất phát 94 km, với sự quyết tâm của mình, tay đua mang số đeo 143 là Soloyeva Angela thuộc tuyển Kazakhstan đã dây nhất để giành 5 điểm thưởng áo xanh. Sau khi qua điểm thưởng dọc đường thứ hai, tốc độ cao của tốp đi đầu luôn được duy trì và tạo được cách biệt so với tốp đông phía sau trên dưới 1 phút cho đến khi về đích. Tại đích đến ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, với sức trẻ và bản lĩnh, tay đua trẻ Nguyễn Thị Bé Hồng của đội xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tung nước rút thành công và về nhất chặng 7 với thời gian 3:13:59, đạt tốc độ trung bình 44,849 km/h. Về nhì là tay đua Soloyeva Angela của đội tuyển Kazakhstan, về thứ ba là tay đua Anduzin Izinbadam của câu lạc bộ Cycling Team Iran. Tay đua Sotatip Mathivan đã rút ngắn trước Nguyễn Thị Thu Mai của đội tập đoàn Lộc Trời ngay tại đích đến để giành hạng tư. Và thực sự mà nói, cái chiến thắng của Nguyễn Thị Bé Hồng hôm nay tôi nghĩ là một chiến thắng xứng đáng, nó rất là quả cảm. Ba vận động viên tách ra và họ thực sự mà nói là họ rất quyết tâm để họ tạo được cái khoảng cách như thế, vì ở những km cuối phải nói thật sự tốc độ nó luôn luôn duy trì ở trên 60 km/h. Đặc biệt là ekip của Bình Dương họ đưa về rất mạnh, Thái Lan cũng thế, họ đưa về rất mạnh bởi vì thì họ đã nắm được một chút lợi thế. Họ liên tục mà tạo tốc độ để đưa du tiếp về, nhưng mà nói là đúng là chiến thắng của vận động viên còn khá là trẻ tuổi như Nguyễn Thị Bé Hồng ở một chặng đua của BWS Cup, một giải đua có uy tín như này, thì thực sự đấy là một chiến thắng đáng nhớ. Và tôi cũng xin chúc mừng huấn luyện viên Mạc Huy Hiếu cũng như các vận động viên trong tuyển trẻ quốc gia đã có một chặng đua hay lần này. Với việc giành được 13 điểm khi về nhất tại điểm thưởng dọc đường đầu tiên và về thứ tư tại đích đến, tay đua Sutatip Manifan của đội tuyển Thái Lan đã giành lại áo xanh sau chặng 7 với tổng điểm thưởng áo xanh là 56 điểm. Với việc về đích trong tốp đông, tay đua Natalia Frolova của đội Piwase Bình Dương tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 20:47:44. Hạng nhì là Gunas Katunseva của đội nước đóng chai Ion Gold Piwase hơn 7:19. Hạng 3 là Yurina Kinoshita của Gebera, Nhật Bản, hơn 7:33. Trong khi đó, áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau chặng 7 vẫn tạm thời thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai của đội tập đoàn Lộc Trời. Áo trắng do tay đua Lâm Thị Thùy Dương của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama tạm thời nắm giữ sau chặng 7. Ở kết quả đồng đội sau chặng 7, đội chủ nhà Piwase Bình Dương vẫn đang dẫn đầu với thành tích đạt được 62:46:44. Hạng nhì, đội tập đoàn Lộc Trời hơn 9:31 và hạng 3, đội Thái Lan hơn 16:30. Ngày mai, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 Cúp Piwase tiếp tục chặng thi đấu thứ 8 từ thành phố Phan Thiết về thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận với cự ly thi đấu 116 km.